Còn về sử dụng cái máy này dễ thôi. Đầu tiên các bác lắp cái quả pin này vào, các bác để theo đúng chiều như này, các bác đẩy nhẹ kêu tách cái là được. Còn đầu tiên dùng, trước khi dùng là các bác sẽ bấm cái nút bật nguồn màu đỏ đấy nhá, các bác dí vào nút bật nguồn này đấy, máy kêu tít cái đồng hồ led này sáng lên nhá. Đầu tiên các bác khởi động nó, các bác bấm cái cò này 2 lần này, 1 2 đấy, nó kêu tít cái thì nó sẽ mở cái lưỡi cắt ra, là các bác bắt đầu cắt nhá. Các bác cắt thì các bác bấm cái cò này, các bác bấm cò vào thì nó sẽ lưỡi nó khép vào là cắt nhá, các bác nhả ra là nó sẽ nhả ra này đấy. Nhưng cái đồng hồ led này sẽ hiển thị các số lần cắt nhá, bị cắt 2 lần này, 3 lần này, 4 lần này đấy. 99 này là cái phần trăm pin nhá, rất là chi tiết, các bác có thể nhìn được số lần cắt của mình. Còn để khóa cái lưỡi này nhá, vị các bác cái lưỡi nó đang mở như này, các bác muốn khóa lại các bác giữ cái nút cò này, các bác giữ làm sao kêu 2 tiếng tít nhá, 1 tiếng này, 2 tiếng tít này, các bác nhả ra thì cái lưỡi này nó khóa lại nhá, giúp các bác cất vào hộp này, các bác đem theo người cho nó an toàn nhá. Các bác mở ra, các bác bấm nháy 2 lần này, 1 2 này. Đấy, kêu tít cái nó mở ra nhá. Còn ở đây nó sẽ có hai cái chế độ độ mở lưỡi nhá, vì đây là đang chế độ hẹp nhá, các bác muốn cái lưỡi này nó mở rộng hơn ra nhá thì các bác giữ cái cò này cho nó kêu một tiếng bíp bíp đấy, các bác nhả ra này, cái lưỡi này sẽ mở rộng ra hơn này, các bác muốn nó khép lại nhá, các bác giữ cò này bíp cái đấy, cái lưỡi này nó nhả ra, nó sẽ cái lưỡi, khoảng cách của lưỡi nó sẽ hẹp hơn nhá. Cái đấy thì nó theo cái nhu cầu sử dụng của các bác, các cắt cành to hay nhỏ các bác làm sao chọn làm sao cho nó phù hợp nhá. Về sạc pin nhá, em hướng dẫn cho những các bác nào thợ thì là sẽ quen rồi, các bác nào chưa dùng cái thiết bị pin bao giờ thì sẽ làm theo là dễ nhá. Các bác úp ngược quả pin này, các bác đẩy tạch vào cái là được. Các bác muốn tháo quả pin ra, các bác bấm một cái lưỡi đỏ này, các bác kéo ra như này là được nhé. Còn cái đầu phích cắm là các bác cắm bằng nguồn điện 220V nhé. Đi theo máy thì nó có hai pin 2.0A này, 21V này. Pin này thì nó sẽ là chân pin phổ thông nhé. Chân quả pin này sẽ có đèn báo luôn này, đèn báo cái vạch pin này, pin còn bao nhiêu là sẽ hiển thị vạch ở đây nhé. Với cái chân pin phổ thông này các bác có thể dùng chung được với cái máy là của Makita này, Hukan, Dixon này, những cái máy khoan pin này, máy bắt vít này, những máy cưa xích đều dùng chung hết nhé. Đi theo máy này sẽ có một cái sạc gài như này này, sạc DC 2.0A nhé. Sách hướng dẫn này và cái thẻ bảo hành nhé. Còn đây là đi theo máy có những cái phụ kiện như là lọ châm nhớt nhá, các bác châm dầu vào cái lưỡi cắt này khi nó bị khô nhá, đá mài nhá, lưỡi cắt mà cùn thì các bác có thể dùng cái đá này là mài này. Đây là dụng cụ để các bác tháo cái lưỡi của nó ra nhá, để vệ sinh bảo dưỡng châm dầu nhá, rất là đầy đủ. Trong một hộp này sẽ đầy đủ chọn một cái bộ nhá, các bác về sẵn dùng thôi, bảo dưỡng các thứ sau này cũng đầy đủ hết. Đấy, vừa rồi thì em vừa hướng dẫn các bác cái cách sử dụng này, sử dụng máy này thì nó cũng dễ được. Các bác mua hàng thì xin liên hệ cái số điện thoại em để trên màn hình nhé. Cái máy này thì kéo cắt cành dùng pin của Himoki này thì được bảo hành 6 tháng này, đổi mới trong 30 ngày đầu này. Hiện đang được giảm giá xuống còn là 1.150.000, bao ship, miễn phí ship về đến nhà nhé. Đầy đủ hai pin sạc, hộp nhựa đầy đủ hết, trọn gói như một bộ như này sẽ là 1.150.000 nhé. Các bác nhận hàng này, các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Còn các bác mua hàng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.